八点钟，吹起晚风，心底有正能量全力发动。你共我整天奔波高中，身与心，顷刻放松，引热情转频率联系接通，句子变得松容，疲劳相见，终于不焦躁。 抬头天际可与飞，可以将会自己可放心抱起，眼里总有热暖好天气，你小心意着住起，茫茫仿似一世纪，有重拾回自己，总看到转机，同行路程万里，这感觉完美，围着我自然自由幸福，充满了空气。 Hôm qua ban chủ nói với tôi rằng nhóm của chúng ta phải quay một đặc tập chuyên đề liên quan đến điện ảnh Hồng Kông. Hả? Nhưng nhóm chúng ta đã có rất nhiều chương trình phải làm rồi. Ngốc quá đi, nghe là biết ngay đây là chỉ thị của cấp trên ban xuống rồi. Là chính phủ muốn truyền bá điện ảnh Hồng Kông, còn thành lập một quỹ người điện ảnh Hồng Kông nữa. Đã bỏ một số tiền lớn để ủng hộ cho những người mới trong ngành điện ảnh, cho nên có tài trợ cho chúng ta quay tập này. Nhưng mà việc quảng cáo lâu nay do giám chế Thần phụ trách mà. Thật ra anh Thần cũng xuất thân từ người điện ảnh, anh ấy rành hơn, và muốn mời những người điện ảnh có cỡ đến chấp nhận phỏng vấn cũng dễ dàng hơn. Vậy sẽ có khách mời có cỡ nào chứ? Nghe nói ông chủ Khuất được xưng là giáo phụ điện ảnh của Hồng Kông cũng đã nhận lời hội quỹ, sẽ từ Canada về làm phỏng vấn. Ông chủ Khuất có phải là ông chủ công ty điện ảnh năm xưa đã khiến Dương Đại Đạo và Hứa Đại Đạo nổi tiếng không? Nghe nói lúc trước ông ta cho Dương Đại Đạo làm phim để mà anh ta làm hết 3 năm mà không nói một câu nào. Dương Đại Đạo còn dựa vào bộ phim điện ảnh này đánh vào liên quan phim Canet nữa. Vậy là tôi có cơ hội gặp được những nhân vật nổi tiếng. Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc quyên góp và còn chọn phim Thủy Dương Mộng Niên Qua mà trước đây do ban chủ làm đạo diễn làm phim khai mạc. Bộ phim này do ông chủ Khuất đầu tư đó. Nè, tin chấn động. Gì hôm vậy? Qua ban chủ kêu tôi tìm một số chuyên đề điện ảnh Hồng Kông. Tôi lên mạng tìm tài liệu, trong lúc tìm được một bí mật kinh thiên động địa. Trời ơi, ai mà không biết chứ. Mọi người coi tiếp đã. Ý, có khi nào là trùng tên trùng họ không? Không đâu, tôi coi qua một bài phỏng vấn trên báo của cô Dân lúc đang ở Mỹ rất nhiều năm trước. Trong đó cũng nhắc đến bộ phim điện ảnh này. Tôi nhớ rồi, ban chủ từng nói anh ta từng dùng trợ đạo nữ. Không lẽ đây chính là cô Dân của năm xưa? Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cô Dân vào TVI đến giờ mà ban chủ cứ luôn làm mặt lạnh với cô ta rồi đó. Ồ, ý của anh là ban chủ hẹp hòi phải không? Hồi trước thì cô Dân là thuộc hạ của ban chủ, bây giờ thì ngược lại làm cấp trên của anh ấy. Anh cảm thấy ban chủ là loại người này sao? Anh nói vậy thì có vẻ như không phải. Nhưng mà nếu như họ đã quen biết nhau từ trước, đúng ra phải có mối giao hảo với nhau chứ. Tại sao bình thường thấy họ cứ như nước với lửa vậy? Tôi từng nghe ban chủ nói cô Dân là một người rất khéo mê hoặc lòng người. Nếu như mà anh đã nói như vậy, có khi nào lúc trước khi họ hợp tác với nhau, cô Dân từng phản bội ban chủ hay không? Nhưng đã là chuyện của 20 năm về trước, như anh đã nói ban chủ đâu phải loại người hẹp hòi. 20 năm trước, trợ đạo nữ từng theo ban chủ. Hả? Sao giống tình tiết trong Đi Qua Thế Giới Của Em quá vậy? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng cô Dân. Các cô cậu thường xuyên đi làm sớm nhất, tan ca trễ nhất. Các cô cậu vất vả rồi. Không vất vả. Anh Trác, cà phê đổi thành mang đi cho anh rồi. Cảm ơn anh. Ờ, đến giờ phải đi rồi. Ừ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xem ra chủ đề do quỷ người điện ảnh Hồng Kông khơi dậy không chỉ đơn giản là điện ảnh thôi đâu. Đâu phải là bí mật gì có sao đâu. Tôi bỏ tiền ra làm phim điện ảnh, chỉ có một yêu cầu đối với đạo diễn hay là được rồi. Ví dụ như đạo diễn Dương, lúc anh ta quay phim có bao giờ có kịch bản, anh ta bắt diễn viên trang điểm xong ngồi hết ở đây là anh ta sẽ tùy hứng dùng phim chụp hình để viết kịch bản. Đương nhiên sẽ rất chậm, nhưng mà là hay, chịu thôi, cứ để ta làm. Ngưng, tốt lắm, đổi góc quay rộng. Ông chủ Hút, phần này đã xong rồi, ông có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi sẽ cho người trang điểm lại cho ông và xác nhận lại những câu hỏi mà một lát nữa sẽ hỏi. Được, nè. Lời rượu này ngon đó, cua thêm một chai đi. Dạ được. Qua, đánh phấn lại cho ông chủ Khuất. Ờ, dạ được. Ông chủ Khuất, nghe ông nhắc lại chuyện làm phim trước đây, đúng là rất thú vị. Cô gái trẻ, thu thập tài liệu rất đầy đủ, có tương lai đó. Thật ra có nhiều cái, chúng tôi cũng phải hỏi giám chế của chúng tôi, Cổ Hiểu Thần. Trước đây anh ta cũng làm phim điện ảnh đó. Ờ, cô nói Thái Sơn hả? Anh ta vào đài truyền hình rồi hả? Anh ta là một trong ba người cứng đầu nhất trong số những người mà tôi quen biết. Anh ta cứng đầu ra sao? Ờ, thật ra tôi không chỉ theo anh ta làm việc, tôi còn là cháu của anh ta.
Nhưng mà trước đây tôi không sống chung với anh ta nên muốn tìm hiểu về anh ta một chút. Hờ, anh ta có phong cách rất riêng của mình nhưng lại rất cố chấp. Ví dụ như là nhà hàng này dùng quay phim rất tốt, anh ta rất thích quay phim ở đây, cho nên cứ như là phim trường chuyên dụng của anh ta vậy. Thực ra hôm nay chúng tôi chọn chỗ này làm phỏng vấn cũng là do anh ta đề nghị. À, tôi nhớ rồi, năm xem lúc quay Thủy Viên Mộng Liên Hoa, lần đầu tiên tôi hợp tác với anh ta. Ai ngờ trợ đạo bị anh ta chửi, bỏ đi hết người này tới người kia, nên tôi quyết định đổi trợ đạo nữ cho anh ta, nghĩa là con gái, anh ta đỡ chửi hơn. Ai ngờ anh ta đích thân chạy lên văn phòng kêu tôi đổi người, vì anh ta làm tức chết luôn. Vậy ông có đổi cho anh ta hay không? Tôi đương nhiên không cho anh ta đổi rồi. Ai ngờ người ta cũng chịu không đổi ảnh, đã không theo đến cục. Ông chủ Khuất, về bộ phim điện ảnh này chúng tôi muốn biết nhiều hơn. Hội quỹ đã chọn nó làm bộ phim khai thác cho năm nay, không biết năm xưa có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không hả? Cũng có. Tôi nhớ là lúc quay phim đến khúc cuối, tôi đã cãi nhau một trận với Cổ Hiểu Thần. Liên quan đến chuyện gì? Anh ta nói với tôi là muốn thêm vào một cảnh diễn, nhưng mà không có trong kịch bản, kinh phí xài hết rồi, vai nam nữ chính đã không có lịch trống, đương nhiên không cho anh ta làm rồi. Ai ngờ anh ta dùng cách của mình thuyết phục vai nam nữ chính về thời gian cho anh ta, còn tự bỏ tiền ra làm nữa chứ. Thì ra sự ngang bướng của ban chủ đã có từ lúc đó rồi. Vậy cuối cùng cảnh diễn đó có được thêm vào không? Tôi nói không cho, đương nhiên không cho anh ta thêm vào rồi. Có lẽ đến giờ anh ta vẫn còn giữ cảnh diễn đó. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Vừa mới nhận được thư mời của quỹ người điện ảnh Hồng Kông, mời cô, ông Thời và cô Hiếu Thần đến dự nghi thức khai mạc của họ. Sáng nay tôi đã coi phim xưởng của đặc tập điện ảnh Hồng Kông, họ phỏng vấn ông chủ Khuất. Còn nhắc đến trong Thủy Dương Mộng Niên Qua có một cảnh diễn không có trong kịch bản là do Cổ Hiếu Thần thêm vào. Anh ta làm luôn sao? Nghe cô nói vậy chắc là cô biết có cảnh diễn này có phải không? Năm xưa tôi làm trợ đạo của anh ta, đúng thật có đề nghị anh ta quay thêm một cảnh diễn, nhưng tôi không ngờ là anh ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà cuối cùng cảnh diễn này cũng không được công chiếu, không biết là nói về cái gì. Tôi quên rồi. Không sao, cảnh diễn chưa được chiếu này vào ngày khai mạc có khả năng sẽ được đem ra ánh sáng. Thật ra tôi không được chống đối với anh ta căng như vậy. Tôi cũng muốn xem coi anh ta quay cái gì. Nếu như Cổ Hiểu Thần chịu lấy đoạn phim đó ra để chiếu trong lúc khai mạc thì tôi sẽ quyên góp 2 triệu cho quỹ người điện ảnh Hồng Kông. Trời ơi, 2 triệu hả? Ban chủ quay một cảnh diễn đáng giá cao vậy sao? Sao hả? Ban chủ. Anh Thần, cuộc phỏng vấn cắt xong chưa? Có vấn đề gì không? Là như vậy, ông chủ Khuất nói lúc anh làm phim Thủy Dương Mộng Niên Qua, lúc nãy người bên hội quỹ gọi cho tôi, hỏi tôi có thể đem đoạn phim đó chiếu không. Vậy anh trả lời họ thế nào? Tôi cảm thấy buồn cười, ông ta quyên góp tiền hay không liên quan gì tôi, lôi cả tôi vào, tôi không nhận lời. Vậy đoạn phim đó, chuyện qua lâu rồi, không còn nhớ nữa. Alo. Được. Nè, nhưng tại sao lúc anh ta giết đi qua thế giới của em lại nhớ rõ như vậy? Nhưng mà cuối cùng cảnh diễn này cũng không được công chiếu, không biết là nói về cái gì. Tôi quên rồi. Cắt. Cảnh này làm tốt lắm. Một lát anh quay mấy cảnh này lấy cận mặt nha. Qua bên đó lấy đồ cho tôi. Dạ được. Cẩn thận chút chứ. Cô cũng thiệt tình, thừa biết bản thân phản ứng chậm thì đừng có lo nhìn vào kịch bản. Đạo diễn à, anh có cảm thấy kịch bản mới viết sáng nay hình như có chút vấn đề không? Có vấn đề gì? Tình tiết tiến triển đến chỗ này có phải vai nam nữ chính nên chính thức xác định tình cảm của đối phương thì vai nam chính mới vì cứu vai nữ chính mà cái gì cũng sẵn sàng hy sinh, đúng không? Cái gì mà chưa xác định chứ? Hai người họ tiếp xúc với nhau lâu như vậy đã biết tầm cỡ của mình trong lòng đối phương rồi. Đương nhiên không phải rồi. Vai nam chính đó gian xảo lắm. Anh ta cứ hay làm những hành động rất lờ mờ nhưng lại chưa bao giờ chính thức bày tỏ. Lờ mờ? Thí dụ là gì hả? Ví dụ thường hay để ý đối phương đang làm gì nè. Ví dụ đối phương gặp phải chuyện gì thì lập tức xông ra cứu người. Với lại uống ly nước mà người ta uống qua. Thực ra mọi chuyện không cần phải nói rõ ràng quá đâu. Thì đa số các khán giả nữ đều rất muốn coi màn tỏ tình này của vai nam chính mà. Chúng ta đã làm quá hạn cho phép, lại không có lịch trống để thêm cảnh. Nếu có lịch trống thì sao?
biết đâu ông chủ chịu cho làm thêm. Vậy nếu như có lịch trống, đạo diễn anh có phải chịu thêm màn tỏ tình này không? Nè, có thời gian mới nói đi. Nè, làm việc thôi. Mau lên, mau lên. Ông Khước, lâu quá không gặp. Đây là cô Giảng, đại diện cán bộ của quỹ người điện ảnh. Chào cô. Kêu tôi là Wendy là được rồi. Mời ngồi. Ba người từ từ nói đi, tôi đi pha mấy ly cà phê cho ba người. À, thật không ngờ, thuộc hạ của phó đạo diễn một bộ phim điện ảnh năm xưa bây giờ đã trở thành giám đốc điều hành một đài truyền hình rồi. Đời người đúng là tuyệt vời như một bộ phim gây cho người ta bất ngờ đó. Trong cuộc đời ông Khước từng đầu tư bao nhiêu bộ phim kinh điển có doanh thu cao, nhưng ông gọi là tuyệt vời. Chúng tôi coi qua đặt tập cho đài các cô làm, chúng tôi vô cùng hài lòng. Cũng nhờ có các cô mời được ông Khước đến làm khách mời mới mang đậm tính bàn luận thôi. Nói đến bàn luận, ông Khước à, trong cuộc phỏng vấn ông nhắc đến đoạn phim chưa từng được công chiếu trong Thủy Dương Mộng Niên qua. Cuộc phỏng vấn vừa được phát sóng đã có không ít tờ tạp chí chia sẻ. Rất nhiều người đều rất tò mò. Ông Khước rất hào phóng. Ông ấy nói quyên góp 2 triệu nếu thật sự có đoạn phim này thì lễ khai mạc của các cô nhất định sẽ trở thành tâm điểm toàn thành. Trong lúc phỏng vấn tôi đã uống một chút rượu. Tôi cũng quên lúc đó là tôi đã nói những gì. Hơn nữa tôi lại chưa coi đoạn phim đó. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Nếu may mắn có Hiếu Thần có đoạn phim này thật thì tôi sẽ quyên góp. Bộ phim này tôi cũng góp sức làm. Thật ra tôi cũng muốn coi lại. Cổ Hiếu Thần là giám chế của công ty chúng tôi. Tôi đích thân hỏi anh ta, yên tâm. Vào đi Vivian. Ông Thời, tôi đem thư mời cho ông. Cảm ơn. Cảm ơn. Lễ khai mạc của quỹ người điện ảnh Hồng Kông. Bữa đó ông sẽ đi chứ? Dàn tiệc để mặt này tôi tới đó cũng có tránh phải quyên góp ủng hộ một chút. Không đi vẫn hơn. Có cô và thằng đi là đủ rồi. Giám chế cổ, bữa đó anh đi cùng với tôi chứ? Sắp tới tôi phải qua Đài Bắc quay phim, tạm thời chưa thể trả lời. Vậy đoạn phim giá trị 2 triệu mà hiện giờ mọi người đang xôn xao, anh có lấy ra không? Nếu như tới bữa đó anh về kịp để đi, hay là đến đón tôi nha, mất công phải lấy 2 chiếc xe. Được, tới chừng đó gọi cho cô. Vậy không làm phiền hai người nữa, tôi ra ngoài trước nha ông Thời. Alo. Vivian, xin lỗi, tối nay tôi không kịp đi dự lễ khai mạc, cô đừng đợi tôi nữa. Không sao, tôi tự tới đó được. Bye bye. Bye bye. Ngày mai là chúng tôi phải quay phim ở phim trường này. Bây giờ ông nói không quay được vậy là ý gì chứ? Vậy rắc rối cho đạo diễn rồi. Buổi quay phim trước đó gặp phải bão tuyết bị đình trệ, cho nên là đạo diễn mong cô thông cảm giùm cho anh ta thêm một ngày. Không được, chúng tôi đến từ Mỹ, mỗi một ngày quay phim ở đây đều cần tiền. Anh ta rắc rối ra sao tôi mặc kệ. Ông nói anh ta hôm nay nhất định phải tháo hết đồ dọn đi. Anh ta nói Giáng sinh sắp đến rồi, mong cô hãy nể tình thông cảm cho, được không? Đúng là mắc cười. Ông coi chỗ này có không khí Giáng sinh không? Ông thấy chúng tôi đến từ nước ngoài ăn nói bậy bạ đúng không? Ê, đạo diễn đến rồi kìa, cô tự nói với anh ta đi. Đạo diễn. Sao rồi? Như tôi đã nói với anh, không được. Cô ta không chịu giúp anh, tôi cũng hết cách rồi. Cô ta chính là lãnh đạo của đoàn làm phim nước ngoài.
Lâu quá không gặp. Anh đến đây quay phim hả? Phải. Đáng ra cảnh quay rất đơn giản, nhưng mà hai hôm nay gặp phải bão tuyết, máy bay bị trì hoãn, nên ngày mai diễn viên mới tới. Vậy nếu như anh chỉ cần một ngày, hôm sau chắc em cũng có thể theo kịp tiến độ. Em chịu nhường lịch quay cho anh hả? Thì ngày mai Giáng sinh mà, coi như là quà Giáng sinh đi. Cảm ơn. Cảnh phong của ngày mai phải trang trí hết toàn cảnh, không khí phải thật lãng mạn, được chứ? À được, nhưng mà tôi cần thêm người phụ giúp. Được. Đạo diễn, bản lưu trình sửa xong chưa? Tối nay anh không có bận việc gì chứ? Cả nhóm chúng tôi đi ăn đồ ngon, anh đi luôn nha. Là đồ ngon gì vậy? Thịt rừng đó, con tê tê và có cả cầy hương nữa. Tôi đảm bảo anh chưa bao giờ được ăn. Cầy hương có phải là cái con có mùi hay không? Ê, anh thích mùi của nó hả? Tôi thấy chỗ đó món gì cũng có. Ăn cơm trưa trước đi. Chắc tôi không đi đâu, tôi không quen ăn đồ bổ đến vậy. Tôi muốn mời anh uống rượu, không lẽ anh không để mặt tôi sao? Không phải, không phải. Bởi vì không tôi... Không phải đâu, mà vì anh ấy đã hẹn với tôi. Ê, cô cũng hứng thú hả? Vậy cùng đi nha. Hôm nay là đêm bình an mà, chúng tôi sẽ cùng đi ăn cơm. Đi thôi, bye bye. Bye bye. Không sao cả. Vậy chúng ta đi đâu? Không lẽ anh muốn ăn cô tê tê thật sao? Còn không đi nhanh một chút đi. Chỗ này là hoành điếm mà, làm sao tìm được chỗ ăn mừng Giáng sinh đây? Còn nữa, không mua được rượu vang, chỉ mua được mao đài thôi. Một lát anh sẽ biết thôi. Chà, có không khí thật đó. Cái thông này đem từ Mỹ qua hả? Không phải, là em đích thân đến khu rừng bên cạnh tự chặt xuống đó, anh tin không? Em thật sự coi anh là tên ngốc à? Dù sao có cây thông cũng đỡ hơn không có gì hết, đúng không? Em đúng. Cả tuyết em cũng có đem đến nè. Cái này em cũng chuẩn bị sẵn luôn à? Là đạo cụ thôi, để có chút không khí Giáng sinh mà. Nè, Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Anh còn dám uống rượu với em hả? Anh không sợ em giống như lần trước ói dính đầy người anh hả? Em cũng thiệt tình, không uống được thì đừng uống nhiều như vậy. Anh nói chúng ta cách xa đến vậy cũng có thể gặp lại nhau, cái này có phải là duyên phận không? Nếu ngày mai không bao giờ đến thì tốt biết mấy. Anh thấy nhức đầu hả? Em có thuốc giảm đau nè. Không cần đâu, một lát nữa sẽ hết thôi mà. Em đã gọi đồ ăn sáng, nếu như anh không vội, ăn xong mới đi nha. Anh không vội, không vội. Vậy em sẽ tóc trước đã. Phi à, năm nay là Giáng sinh đầu tiên mà chúng ta ở bên nhau. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Alo Vi Vinh, Hiểu Dương nè. Tôi không xử lý được cái lò nướng, trong nhà này không có cái gì hết. Alo, có nghe không Vi Vinh? Alo Vi Vinh, có phải cô không vậy? Hiểu Dương, chuyện gì? Trời ơi, vừa rồi tôi gọi đến phòng của cô ở khách sạn, có người bắt máy mà không lên tiếng. Tôi nghĩ là tôi gọi lộn số. Tôi gọi đến là muốn hỏi cô, mấy bữa nay tôi giữ nhà giùm cho cô. Anh nói là muốn mượn nhà bếp của cô nấu đồ ăn cho tôi ăn, mà lò nướng không dùng được, cô có biết tại sao? Hiểu Dương à, tôi đang làm việc, lát nữa gọi lại cho anh nha. Chào cô, đồ ăn sáng của cô. Vừa rồi có anh kia nhờ tôi đưa cái này cho cô đi.
anh tưởng lần này đã khác đi. Nhưng mà anh nghĩ anh đã bị men rượu ảnh hưởng. Hóa ra con người không bao giờ thay đổi. Tôi đã hỏi bảo vệ ở dưới, họ nói là cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Tôi lên đây coi cô đã đi được chưa. Tôi đến không đúng lúc sao? Không phải, tôi chuẩn bị xong rồi, đi được rồi. Để tôi dọn giùm cho. Không cần đâu, chừng nào về mới kêu người đến quét. Ê, anh không phải đã qua Đài Bắc quay phim sao? Phải, quay xong rồi về. À, tôi chỉ nấu có món thịt thăn heo. Sếp cổ đã xuống dưới mua rượu vang rồi. Cô có cơm mà tôi ăn đồ ăn ít lắm. Dọn luôn cho tôi đi ha, được không? Sao không đi dự lễ khai mạc hội quỹ với dân Phi Phi? Cảm ơn. Bây giờ đi còn kịp mà. Thơm thiệt. Có phải có nguyên nhân đặc biệt gì không? Hay là không muốn cùng cô ta ôn lại bộ phim điện ảnh mà hai người cùng làm? Phải, nhưng không phải nguyên nhân mà cô đã nghĩ. Như tôi đã nói với cô, chuyện giữa tôi và cô ta đã là quá khứ. Nếu như khoáng đạt như vậy thì tại sao tránh né không gặp người ta? Tại sao đàn bà luôn hiếu kỳ đối với những chuyện này vậy? Thôi, coi như tôi chưa từng hỏi. Alo, ông chủ Khuất. Không có gì, ông đã lên tiếng đương nhiên không thành vấn đề. Dù gì những hoạt động này tôi cũng không muốn dự. Đoạn phim đó hả? Ông yên tâm, nhất định không lộ ra ngoài đâu. Bye. Nghe hết rồi phải không? Biết tại sao tôi không đi rồi chứ? Ông chủ Khuất kêu anh đừng đi, đừng lấy đoạn phim đó ra, để ông ấy khỏi quyên góp 2 triệu đó. Tôi vừa nhận được thư mời là ông ấy gọi cho tôi ngay, coi như bán cho ông ấy một ân tình. Vậy có thể cho tôi coi đoạn phim đó không? Được, tôi vẫn còn có bản đầy đủ. Ăn cơm xong tôi mở cô coi. Tôi có thể đem về nhà từ từ coi không? Không được, bởi vì xung quanh cô có quá nhiều người nhiều chuyện. Tối nay vô cùng cảm ơn các anh đã ăn mừng tiễn tôi. Chú Đồng được cái sáo. Chú Đồng, Càng Ly. Mọi người, đồ ăn có ngon không? Ngon lắm. Nhà hàng em trai của cô á, đúng là hết chỗ chê. Đồ ăn không những ngon, phục vụ lại chu đáo nữa. Còn tặng chai rượu vang ngon như vậy cho chúng tôi uống nữa chứ. Quan trọng là mọi người chơi vui thôi. Đà, anh làm cái gì vậy? Người ta ra rượu anh liều mạng uống sao hả? Tôi không sao. Chú Đông à, ly này tôi kính chú. À, cảm ơn. Vậy tôi cũng phải kính chú Đông một ly chứ. Cảm ơn chú đã làm sáng sớm kêu bạn dậy cho công ty chúng tôi bao nhiêu năm nay. Càng ly. Nói gì thì nói chú Đông. Sau khi chú đi á, tôi vẫn chưa kiếm được ai thay thế chú làm chương trình này. Ê, hey, anh tưởng chương trình sáng sớm dễ làm lắm hả? Đúng không? Sáng nào tôi cũng như mọi khi, sáng sớm là dậy về công ty làm việc rồi. Casey, anh có làm được không? Không được đâu, chú Đồng luôn luôn là lợi hại nhất. Tôi lợi hại cỡ nào cũng đâu có bằng anh với cổ hiểu thần. Chương trình do hai anh làm luôn có tỷ lệ lượt xem rất cao. Làm sao ông thời động đến hai anh được? Có đưa tôi nghĩ là đưa cho anh Thân làm thay tôi mới đúng. Đưa tôi làm hả? Đúng rồi ha, anh vừa làm xong khánh đài. Theo lẽ hiện giờ hình như anh là người rảnh rỗi nhất đó. Anh Wilson, sao ăn cơm mà còn bạn công việc vậy chứ? Làm cho em thấy chán sao? Xin lỗi. Anh làm cái gì vậy? Xin lỗi nghe. Nè, đừng sợ, chưa chắc đưa cho anh làm đâu. Ông Thời, ông biết đó, 10 chương trình có tỷ lệ lượt xem cao nhất hàng năm, tôi chưa bao giờ được xếp vào, cho nên bao nhiêu năm nay bữa ăn này là lần đầu tiên ông mời tôi ăn cơm. Hả? Cũng là lần cuối cùng. Muốn tôi mời ăn cơm hả? Đâu có khó gì, mở miệng được rồi. Là vậy, tỷ lệ lượt xem của chương trình sáng sớm không bằng giờ cao điểm. Đây là vấn đề bẩm sinh mà. Nhưng mà công ty luôn luôn trọng dụng chú đó. Vì ông cho tôi nguồn tài nguyên ít nhất mà bắt tôi phải làm tốt nhất. Cô gái thời tiết nổi tiếng nhờ chương trình của tôi bị giám chế của các chương trình khác giành mất, mà ông không hề nói một lời nào để bênh vực tôi. Chú Đông à, ú sai rồi, đừng có nói bậy bạ đó nghe chưa. Đừng nói nữa mà. Gì mà ú sai chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nè, dù gì tôi cũng nghỉ hưu rồi, tôi sợ gì không nói chứ. Đầu tiên tôi nhớ ra sáng mai phải dự cuộc họp trên máy tính rất quan trọng. Các anh từ nói đi, tôi cũng phải về rồi. Anh Wilson, vậy em tự về là được. Lát nữa em trai em đến đón em. Vậy... Được rồi, quá đơn bữa nào đưa cho anh.
Ông Thời à. Tạm biệt ông Thời. Tạm biệt. Tạm biệt. Ê, cô à, dù gì cũng là ông Thời trả tiền đúng không? Không cần tiết kiệm cho ông ấy, lấy thêm hai chai rượu vang ngon ra đây, chúng ta uống cho đã. Không thành vấn đề. Lát nữa Teddy sẽ tới đón tôi, vậy tôi không khách sáo đâu, uống sạch luôn đi. Uống. Đại ca, anh dậy đi, đại ca. Nè, đại ca. Teddy, có phải cậu không? Bộ anh không thấy em hả? Kính áp trọng của tôi không biết rớt đâu mất tiêu rồi. Những người khác đâu rồi? Về hết rồi. Nè, em có lấy xe tới đón anh về được chưa vậy? Mắc quá, đi vệ sinh đã. Có cần em đỡ anh đi hay không đó? Điên sao, đỡ tôi cái gì? Tôi tự đi được. Đại ca, nhà vệ sinh ở bên kia kìa. Tôi không biết sao. Bên đó chứ gì? Vậy em ra ngoài coi xe trước nha, mắc không bị phạt tiền đó. Cái gì vậy? Này, sao đánh xỉu anh ta vậy? Anh đoán chưa rồi anh ta có thấy chúng ta làm gì không? Nếu vậy, hay là chúng ta dựng lại vụ án, làm lại thêm một lần nữa đi. Anh hư quá à. Nào khoan đã. Lúc nãy Casey mở cửa đi vào, rồi sờ vào mông của anh. Sau đó em đánh một phát, anh ta ngất xỉu rồi. Vậy tức là anh ta nhìn thấy hết rồi còn gì? Đại ca, anh đi xong chưa vậy? Hả? Sao không thấy gì hết vậy? Hả? Đại ca, anh không sao chứ? Sao nằm ở đây vậy? Tôi không biết nữa, mắc quá. Ê, nhà vệ sinh bên kia kìa. Đại ca, anh còn đang nghĩ chuyện tối qua hả? Tối hôm qua, không biết được trúng cái gì nữa. Đến giờ đầu của tôi vẫn còn rất đau đó. Vậy anh có nhớ trước khi xỉu đã thấy được những gì hay không vậy? Nếu nhớ, còn gì gọi là xỉu nữa chứ. Cũng đúng ha, anh bị rớt luôn kính áp tròng, chắc không nhìn thấy gì hết đâu. Nhưng mà sao lại đi nhầm vào phòng VIP mà tưởng là nhà vệ sinh? May mà em ngăn anh lại đó. Mắc cười lắm sao? Thật ra cũng tại cậu đó. Liên quan gì tới em? Thấy tôi uống sao như vậy, đáng ra phải đỡ tôi vào nhà vệ sinh chứ. Là anh nói không cần em đỡ anh mà. Tôi không hề nói như vậy. Tôi chỉ nhớ là trước khi ông Thợ về, hình như là định chuyển giám chế thân qua làm sáng sớm kêu bạn vậy đó. Chuyển giám chế thân qua làm chương trình sáng sớm? Vậy không biết anh ta có nhờ cô nói giúp hay không? Liên quan gì tới cô? Anh không biết sao? Nghe nói mấy năm trước á, lúc giám chế thân đang làm người chế tác ở bên ngoài, do một tay anh ta khai thác và nâng đỡ cô đó. Vậy sao? Nhớ sức ảnh hưởng của cô trước mặt ông Thời hiện giờ, nếu giám chế thân thật sự nhờ cô nói giúp, nó không chừng có thể thoát được cục xương khó nuốt này đó. Ý? Nếu như anh ta thoát được, vậy thì giao cho ai làm? Tôi không thể nào. Bắt tôi sáng sớm chưa tới 5 giờ mới thức dậy đi làm, giết chết tôi còn hơn đó. Ê, em biết. Nhưng mà nếu như đại ca thật sự không muốn làm á, em là phải nhanh chóng hành động, nhanh chóng tỏ thái độ với giám chế thân đi. Vừa với Tào Tháo. Nè, cậu xuống chuẩn bị mọi thứ để mở sự trước đi. Dạ. Casey, uống cà phê không? Tốt bụng vậy, một cà phê mà mình uống. Chắc là muốn đẩy cục xương đó cho mình rồi. Có chút việc muốn nhờ anh giúp cho tôi. Đúng thật rồi, tôi không trúng kế đâu. Nè, vậy thì phải coi là chuyện gì. Tôi nghĩ là anh tối qua đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi đúng thấy không? Thấy chứ. Tôi còn biết anh đang lo lắng điều gì nữa. Anh biết hả? Anh đang nghĩ cái gì? Sao tôi lại không biết được chứ? Nhưng tôi không ngờ quan hệ với anh với cô còn sớm hơn cô ấy với ông Thời. Nếu vậy anh muốn sao đi? Nè, tuy rằng tôi với anh rất hợp ý nhau, nhưng với ông Thời tôi là thân tín của ông ấy. Tôi định một lát quay phim xong á, sẽ đi nói chuyện với ông ấy đó. Nè, anh em với nhau, vậy mà anh cũng không chừa cho tôi con đường sống hả? Anh không chết, không lẽ bắt tôi chết sao? Alo. Tiến à, rốt cuộc tối qua anh ta có nhìn thấy chúng ta không? Chắc chắn nhìn thấy rồi. Anh ta còn nói quay phim xong sẽ nói với ông Thời nữa kìa. Anh nói anh với anh ta là anh em, chắc có thể năn nỉ được anh ta giấu giùm mà. Anh đâu có ngờ anh ta tuyệt tình với anh tới vậy đâu. Không được, chuyện này tuyệt đối không được để Wilson biết đâu. Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì đây? Nhất định tiên hạ thủ di cường. Ông Thời à, ông không tiện hả?
tôi muốn bàn với ông về vấn đề nhân lực. Anh ta đúng lúc lắm. Nè, đóng cửa giùm tôi. Tối qua ở nhà hàng, sau khi tôi về, có người sờ mông của cô. Có phải anh không? Không phải, không phải tôi. Không phải anh ta. Được, vậy thì anh hỏi từng người. Anh ra ngoài kêu Casey lên đây cho tôi. Đừng mà, em không muốn gặp lại anh ta đâu. Vậy nghĩa là tên Casey đó làm rồi. Tối qua Casey uống say dữ lắm đó. Có thể là bản thân anh ta cũng không biết gì. Tôi nghĩ anh ta mượn say hành hung thì có. Say rượu cũng còn 3 phần tỉnh. Anh cũng tin anh ta sợ người ta rồi mà bản thân không biết. Huống chi đó là bạn gái của anh. Có thể chính là vì anh ta biết em là bạn gái anh, bình thường không dám làm bậy, cho nên mượn rượu hành hung. Tình Casey này quá đáng lắm mà. Em cũng biết anh khó xử. Anh ta là giám chế chủ bài của anh, lại là trợ thủ đắc lực nữa. Anh ta thử anh cũng dám động tới thật sao? Casey, Casey đang ở đâu? Giờ này chắc anh ta đang quay phim. Ông Thời muốn kêu anh ta lên đây sao? Không cần đâu, bây giờ tôi xuống kiếm anh ta. Đừng mà, em không muốn để cho mọi người biết em bị anh ta sợ quá. Phải rồi ông Thời, ông để người ta biết thì ông cũng mất mặt lắm đó. Không lẽ tôi phải nhịn sao? Cho dù không công khai, cũng không để cho anh ta lấy cớ bị sai qua mặt được đâu. Đồ đạc về sau đừng có để lung tung nữa. Còn có biết cái vụ tai nạn có một nữa là do nơi làm việc dọn dẹp không cẩn thận mới xảy ra hay không chứ? Cứ phải không muốn tôi đạp đồ trượt té mới biết sợ hay không? Anh đâu có nói mấy thứ đó có còn xài nữa hay không, nên em đâu dám đem đi cất. Cho lại bắt tôi mới dạy nữa sao? Phải từ đồng não suy nghĩ chứ. Thứ gì không xài nữa thì bỏ đi, còn xài thì giữ lại để cho đàng hoàng. Môi trường làm việc gọn gàng, không chỉ làm việc được thoải mái mà còn đề cao hiệu suất nữa. Dạ đại ca, anh phân tích rõ ràng như vậy em hiểu hết rồi, lát nữa em sẽ dọn dẹp cho. Nói bằng cái giọng đó rõ ràng nói cho qua loa thôi. Tôi biết trong lòng của cậu đang nghĩ cái gì mà. Tưởng là bản thân làm được đạo diễn là không cần làm những việc này sao? Tôi cho cậu biết nha. Tôi cho cậu xuống trở lại bất cứ lúc nào cũng còn được đó. Đừng mà đại ca, tụi em đã được lên làm đạo diễn nhưng còn rất nhiều việc em phải học hỏi theo anh đó. Tối ngày chỉ biết nịnh bợ nhưng tài nịnh lại không bằng ai hết. Vậy sao còn làm việc còn ẩu tả như vậy á? Chọc giận tôi là tôi chuyển cậu qua làm chương trình sáng sớm thật đó. Sao vậy Casey? Dẫn lottery qua làm sáng sớm kêu bạn vậy sao? Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà dẫn luôn? Cái gì mà kêu bạn vậy? Không phải gì rồi đang nói chuyện này sao? Chắc hai người chỉ có email rồi. Hả? Không phải chứ. Ông ta quyết định chuyển người tài này qua chương trình sáng sớm sao? Tối qua còn nói đang xem xét kia mà. Sao quyết định nhanh quá vậy? Ông Thời nghe điện thoại giùm đi. Hả? Cúp máy luôn rồi. Đại ca, không lẽ anh định tới đây chặn đường cáo trạng hả? Tôi gọi cho ông Thời không bắt máy còn cúp máy luôn. Không tới đây chặn ổng, cậu nói còn cách nào hay hơn chứ. Nhưng mà liên quan gì em chứ? Trong email hình như chỉ nói là chuyển anh qua làm chương trình sáng sớm, đâu có nói là chuyển luôn thuộc hạ của anh đâu. Hả? Nhà lúc này mà cậu nói như vậy sao? Có lương tâm không vậy chứ? Bây giờ có nghĩa là đại quà ẩm đến để đưa anh đi chạy phải không? Cậu yên tâm đi, dù tôi có chết cũng không kéo cậu theo đâu. Hả? Quán khí có cần phải nặng tới vậy không? Hai người đang chơi cái trò gì vậy? Ông Thời, một phút, cho tôi một phút được rồi. Tôi muốn biết tại sao ông chuyển tôi qua làm chương trình sáng sớm. Có phải gì cô đã nói gì với ông hay không? Tức là anh thừa biết cô chỉ cho tôi biết chuyện xấu anh đã làm có đúng vậy không? Chuyện xấu? Tôi làm chuyện xấu gì chứ? Ông chuyển tôi đi không phải vì cô đã nói giúp cho giám chế thân sao? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Biết điều lập tức biến ngay cho tôi đi. Nổi với kẻ xấu đã sợ bông bạn gái của tôi, tôi còn mấy kiên nhẫn đâu. Tôi sợ bông bạn gái của ông sao? Lúc đó tôi uống say, không lẽ tôi có sợ bông cô ta thật sao? Bản thân anh làm cái gì thì anh tự biết đi. Đại ca, anh có sợ mông của cô thật hả? Lúc đó tôi uống say, mất hết ý thức, làm sao tôi nhớ được chứ? Còn nữa, cậu cũng biết tôi làm rớt cặp kính áp tròng rồi mà. Cả buổi tối tôi không hề nhìn rõ cái gì hết á. Thân, tới rồi hả? Sao hả Casey? Sao đặc biệt hẹn tôi ra gì? Không sợ nữa thật với anh. Từ khi nhận được thông báo sẽ chuyển tôi qua làm chương trình sáng sớm, tất cả mọi người trong công ty đều tránh tôi để được yên thân. Ai cũng sợ tôi sẽ làm liên lụy tới họ. Bây giờ người mà tôi nói một câu chịu ra đây, e là chỉ còn có mình anh thôi. Tôi đâu có tốt như anh nói đâu. Anh đừng khiêm tốn mà. Chỉ sự thẳng thắn này thôi đã không chê vào đâu được rồi. Nghe nói ông Thời sẽ đem chương trình của tôi chia cho người khác, anh sẽ tiếp tay cuộc chiến bikini và giọng ca hay cuối tuần. Tôi cũng biết hai chương trình này là tâm huyết của anh. Thật ra tôi không hề có ý định tiếp tay đâu. Không phải, giao cho anh làm là sự lựa chọn tốt nhất.
Ngoài hai chương trình này ra thì còn một thứ tôi muốn ủy thác cho anh. Anh nói đi, là gì? Là Terry. Anh chuyển nhóm không phải dẫn theo cả đội luôn sao? Bản thân của tôi xui thôi. Tôi không muốn liên lụy tới tụi nhỏ. Nè, anh đừng thấy cậu ta tướng to sáng như vậy, nhưng thật ra cậu ta chịu cực không được đâu. Sao có thể sáng nào cũng bắt cậu ta dậy sớm được chứ? Tôi không phải nói cậu ta không tốt, cậu ta rất trung thành với cấp trên đó. Vẫn thường hay tự bỏ tiền ra mua đồ cho tôi ăn nữa. Cha, sao bỏ đi uổng quá vậy? Cho tôi đem về mời Casey ăn đi. Quá hạn sử dụng rồi nè. Không sao đâu, xé tờ giấy đi là không ai biết nữa. Hơn nữa anh ấy muốn ăn mà không bao giờ đưa tiền mua, sao có thể đòi hỏi nhiều như vậy được? Cậu ta biết tôi thích ăn bánh trứng. Lúc ở canteen còn hay thường xuyên rủ bánh trứng cho tôi ăn nữa. Làm ơn cho tôi cái bánh trứng mà được. À, xin lỗi nha, đây đã là bánh trứng cuối cùng rồi. Không sao đâu, anh ấy không thấy, anh lượm lên lại đi. Nếu tôi không mua được, ngược lại anh ấy sẽ trách tôi đó. Cậu ta tính cách không xài thiệt thòi. Cậu ta không ngại tôi tăng ca sớm hơn, thường xuyên ở lại một mình, hoàn thành nốt công việc rồi mới chịu về đó. Nè, tôi ở lại là vì trước khi trời sáng phải đi ngoại cảnh. Còn anh tại sao tối về còn chưa về? TV ở công ty lớn hơn TV ở nhà đó mà. Chơi điện tử hay hơn nhiều. Hơn nữa nếu tôi nói về công việc mà phải làm tối, ngày mai được đi làm trễ, thời gian ở cạnh Casey sẽ ngắn bớt đi. Cậu ta tuy là không khoe công lao với tôi, nhưng ngày hôm sau tôi thấy quần thâm trên mắt cậu ta là tôi biết ngay, tối hôm trước cậu ta đã vất vả thức suốt đêm rồi. Bình thường tôi thấy anh la cậu ta hoài mà, tôi thật không ngờ anh đánh giá cao cậu ta tới vậy. Vì tính cách cậu ta không thể khen được, thể được khen là cậu ta đắc ý tự mãn ngay. Cậu ta có người thầy như anh thật may mắn. Ở đây thật hả? Nè, dậy đi. Cậu là ai vậy? Tôi tên là Terry. Tôi muốn hỏi nhóm người các ông đi đâu hết rồi, các trợ đạo đâu? Cậu tìm trợ đạo chương trình sáng sớm phải không? Chính là tôi đây. Ông là trợ đạo, tuổi tác hơi bị lớn đó nha. Cậu kỳ thị người lớn tuổi hả? Tôi đã làm trợ đạo 40 mấy năm, không thể lên chức đạo diễn nên mới chuyển qua chỗ này đợi nghỉ hưu. Thôi sao cũng được. Nè, hôm nay tôi đến là thăm dò tình hình cho sếp của tôi. Tôi nói ông nghe, chỗ này ông phải dọn dẹp gọn gàng một chút, nếu không để lộn xộn như vậy sếp của tôi qua tới chắc chắn sẽ là. Đây là bản lưu trình mới nhất hả? Cũng có thể nói là mới. Khoan đã, này của năm 2009 mà. Quên sửa ngày tháng thôi, cũng có phân biệt từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi tờ mỗi khác. Như vậy cũng còn dùng được sao? Lưu trình quay phim của chúng tôi qua lại lại cũng giống nhau, dùng được thì dùng lại thôi, bảo vệ môi trường mà. Nè chị về đúng quá rồi. Nè, chỗ này toàn bụi với bụi mà cũng không chịu lau, chị làm biến hả? Cậu là ai? Tưởng tôi là lao công hả? Tôi là cô gái thời tiết đó. Cô gái thời tiết? Chị nói dối. Ai mà rảnh nói dối cậu. Tôi đọc tin dự báo thời tiết đã mười mấy năm rồi. Coi mặt cậu, chắc chắn là loại người sáng nào cũng ngủ dậy trễ, chưa bao giờ có dịp coi tôi báo thời tiết. Không ngờ trong công ty này lại tồn tại những người quái dị như vậy. Chắc tại giờ làm việc của chúng ta khác nhau, tôi cũng chưa từng gặp cậu mà. Chú Hai, không lẽ chú là một MC khác hả? Chú đừng có nói với tôi là chú lên TV cũng mặc như vậy đó nha. Có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy nửa thân trên của tôi thôi mà, nửa thân dưới đâu có thấy đâu. Phòng ban này thật sự bê bối hết sức mà. Từ hôm nay trở đi tôi phải chỉnh đốn lại mọi người. Mấy người đừng tưởng sếp tôi Casey mắc nạn là dễ bắt nạt đó. Anh ấy sẽ không làm ngơ để mặc mấy người như chú Đông đâu. Không thèm ngó ngàng tôi hả? Mấy người đừng tưởng mình lớn tuổi là tôi sợ mấy người đó nha. Tôi đã lên chức làm đạo diễn, lại là trợ thủ đắc lực của Casey. Tôi được điều qua đây là để quản lý mấy người. Nhưng mà hôm qua Casey đã qua chào hỏi mà. Anh ta nói sẽ qua một mình, không dẫn theo bất kỳ ai hết. Cái gì? Phải, có thông báo luôn rồi. Nè, cậu tự coi đi. Hả? Đây cơ. Xin lỗi nha. Ừ.
Đại ca, anh bỏ em thiệt hả? Tôi đâu muốn với cậu ở lại bên cạnh giúp đỡ cho tôi, nhưng tôi thật sự không thể ích kỷ như vậy được. Cậu có biết cậu là một kỳ tài không? Tôi có muốn mang cậu qua chương trình sáng sớm, làm cho cậu bị mai một. Đại ca, anh nói vậy có phải đang khen em hay không vậy? Bao nhiêu năm nay tôi luôn tìm kiếm một người nối nghiệp giống như cậu vậy. Cậu là người mới đầu tiên tôi thấy được có thể nắm được số đo kích cỡ một cách chuẩn xác tới như vậy. Hài hước, không hèn hạ. Lúc cậu quay cuộc chiến bikini, tôi nhận thấy được sự tôn trọng của cậu đối với tình hình phái nữ. Cậu được mà. Đúng ra tôi muốn đem cho con của mình giải hết cho cậu rồi. Tiếc là không có cơ hội này. Nhưng mà cậu đã học được 7 phần của tôi. Nói chính xác hơn, chỉ có 5 phần. Nhưng không sao, cậu đã giỏi lắm rồi. Sao thì cậu đi theo giám chế thân, phải cố gắng phát huy tốt sở trường của mình, có biết chưa? Đừng nhớ tới tôi nữa. Đại ca, anh mãi mãi là người thầy tốt của em. Nghe nói xưởng quay bên chương trình sáng sớm nhỏ hơn chỗ này rất nhiều. Sao hả? Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của tôi, đến nhờ bán thêm vài câu sao? Làm gì có, tôi không hề tin anh có sợ của cô. Anh cũng cho rằng tôi vô tội sao? Anh muốn về sờm thì đã làm trắng trợn rồi, cần gì lén lút như vậy? Một người kiêu ngạo như anh sao lại đi sàm sỡ người ta? Hơn nữa lâu nay điều làm anh tự hào nhất chính là cảm thấy bọn con gái tự động tìm tới cửa. Không phải cảm thấy, tụi con gái cũng là vì sự tài giỏi của tôi mới chủ động tìm đến gần gũi tôi thôi. Cho nên tôi nghĩ cho dù anh thật sự có sàm sỡ cô, chắc cũng chỉ là một sự cố. Câu nói này của anh tôi thực sự cảm thấy rất xui tai. Yên tâm đi, ông thời hả dặn rồi, anh sẽ được quay về thôi. Giám chế thân à? Ê, cậu vào sao không gõ cửa vậy? Tôi định đem khăn và trà gừng cho anh đó mà. Được rồi, bỏ xuống rồi ra ngoài giùm đi. Cậu nhìn gì vậy? Bỏ xuống rồi ra ngoài đi. Đi. Đóng cửa giùm luôn. Dạ. Mong nhìn như hay, siêu y yêu thuyết mê, 愉快, si công suy hay.